Xin chào mọi người chúng ta lại gặp nhau ở phần 2/20 trên của chương trình học 2 2000 câu khẩu ngữ hoa Việt thông dụng Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nhé câu 101iền quên 9én to ta chín quên chín ta. ta xin hỏi năm nay bạn bao nhiêu tuổi câu 102 9én của 9én của năm nay tôi 25 tuổi câu 103. Chín thiên sinh si chỉ. Chín thiên sinh si chỉ. Hôm nay thứ mấy? Câu 104. Chín thiên sinh si ơ. Chín thiên sinh si ơ. Hôm nay thứ ba. Câu 105. Sinh si liu hở sinh si thiên. Đi chẳng cho sấm mơ. Sinh si liu hở sinh si thiên. Đi chẳng cho sầm mơ. Thứ bảy và chủ nhật bạn thường làm gì?

cuối tuần này bạn làm gì? Câu 108 Câu 108 我陪他去玩。这个周末是我孩子的生日，我陪他去玩。cuối tuần này là sinh nhật của con tôi, tôi đưa nó đi chơi. Câu 109 trăm lẻ chín. Nǐ lǎo gōng zài ông xã của bạn hoặc là chồng của bạn làm việc ở đâu? Câu 110 Ủa lào cung trai sư, công ông, giá, trên công sư công ông xã tôi làm việc ở một công ty xuất nhập khẩu. Câu 111 Ní lào phố trai cung dò trai

Mỗi天早上,我都去跑步. sang, Vâng ạ, à, mỗi buổi sáng tôi đều đi chạy bộ. Câu 117 Mày thiên hoàn sang thì sang Mỗi buổi tối, bạn thường làm gì hoặc là bạn đều làm gì? Mỗi晚,我都去外语中心,学外语. Mỗi晚,我都去外语中心. của sẽ quay mấy hoàng là mỗi buổi tối tức là mấy tháng hoàng sang tôi đều đi đến trung tâm ngoại ngữ để học ngoại ngữ câu 119 chín tháng hoàng sang thì cho summer chín tháng hoàng sang thì cho summer tối hôm nay bạn làm gì câu 120 chín hoàng của truy tảo hoàng chiếu chín hoàng của truy tảo hoàng chiếu tối hôm nay tôi đi chơi tennis câu 121 Y san ngủ hoàn sang của chi dấu dùng thì ma y san ngủ hoàn sang của chi dấu dùng thì ma tối 246 tôi đi bơi bạn có đi không y san ngủ đây chúng ta sẽ hiểu là xin si y xin si san và xin si ủ người ta nói tắt như vậy câu 122 trăm hai mươi hai bố chi của trai cha sẽ trung quẩn bố Ủa dài giá, xòe trung Không đi, tôi ở nhà học tiếng Hoa. Câu 123. Chuyên quên dấu chữ tại nả lì. Chuyên quên dấu chữ tại lì. Chúng ta cũng có thể nói chuyên quên dấu chữ tại nả. Xin hỏi bưu điện ở đâu? Chiu tại chuyển biến. chuyển bên ở phía trước. Tại chuyển bên cũng được, nhưng mà có thêm từ chiu là để nhấn mạnh thôi câu 125 trăm xin dầu diễn hãng ma, xin quên Fujian dầu xin hỏi gần đây có ngân hàng không? xẻ xeo thẳng bên dầu diễn hãng, xeo bên dầu diễn hãng, bên cạnh trường có một cái ngân hàng. câu 127 trăm hai xin hỏi siêu thị ở trước ma, xin hỏi siêu thị ở trước ma? xin hỏi siêu thị ở phía trước phải không? U, trái hậu biên. Không, ở phía sau đấy. Câu 129. Xin dài này suy Xin suy Bây giờ bạn đi đâu vậy? Ồ, chì tiền. tay trả. tiền tôi đi cửa hàng bán trà để mua trà túi lọc. Câu 131 Ní xì hoan má xì hoan chả Bạn có thích uống trà không? Câu 132 Xì hoan Mày thêm sang Của tôi khơi Xì hoan Mày sang Thích Mỗi buổi sáng tôi đều uống một chút trà Câu 133 Ní xì hoan hơ kha phê ma? Ní xì hoan hơ phê ma? Bạn có thích uống cà phê không? Câu 134 Bố, bố xì hoan hơ kha phê Bố, bù xì hoan hơ phê. Bù, bù phê Không, tôi không thích uống cà phê Câu 135 Ní xì hoan chư niếu rô ma? Ní xì hoan chư niu rô ma? Bạn có thích ăn thịt bò không? Câu 136 Xì hoan... Nina Sì hoan Nina à, Thích Còn bạn thì sao? Câu 137 Wò bu hoan niu hoan sư chi bu Tôi không thích ăn thịt bò Tôi thích ăn thịt gà Câu 138 Ní sì hoan sư sầm sư Bạn thích ăn thịt gì? 我喜欢吃猪肉和羊肉.我喜欢吃猪肉和羊肉. tôi thích ăn thịt heo và thịt dê câu 140 trăm <laughs> bốn sang, sang Tối hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn nhé câu 141 <laughs> họ lý họ

Phía trước có một quán cà phê, chúng ta đi đến đó ngồi một chút đi. Câu 144. Hảo à, wo trân sẵn xíu xì dữ huê nè. Hảo à, wo trân sẵn siêu xì dữ huê nè. Được ạ, tôi cũng đang muốn nghỉ ngơi một chút đây. Câu 145. Xéo lì hảo chiều buổi chèn, chín hoàn chư hơ chỉ bây bạc. Xéo lì hảo dự bố chèn, chín hoàn chư hơ chỉ bây bạc. Bản lý à... Lâu rồi không gặp... Tối hôm nay đi uống vài ly nhé... Hảo à... Lưu tiền ban... Tại rươi vệ phan quản trên miền... Bùi chen bùi xanh... Bù Hảo à... Lưu tiền ban... Tại rươi vệ phan quản trên miền... bú chen bùi xanh... Bù Được à... 6 giờ rưỡi gặp nhau ở nhà hàng Nhật Nguyệt nhé... Không gặp không về... Câu 147... Miễn Thiên chính nị thi <laughs> của ban gì trên

Giờ anh đưa bức thư này đến tận tay giám đốc nha Tí này là đưa tận tay Câu 150 Hảo vâng à, quả mà sang chi Hảo à, quả mà sang chi Vâng ạ, tôi sẽ đi ngay Câu 151 Miễn thiên của chú sai là Nì băng của giao ý xe hoa xỉn bác Miễn thiên của chú sai là Nì băng của giao ý xe hoa xỉn ba Ngày mai tôi đi công tác rồi bạn giúp tôi tứ hoa một chút nhé được không hoặc là anh tứ hoa giúp tôi một chút nhé được không câu 152ỉ àỉ được chứ khi <laughs> nào anh trở về vậy xa và lại xa thứ hai tuần sau thì tôi trở về câu 154

xéo lì trẻ huynh là ma tiểu lý hoặc là bạn lý đã lập gia đình chưa vậy tha trẻ huynh in nén tuá là tha trẻ huynh in nén tuá là bạn ấy lập gia đình hơn một năm rồi câu 160 trăm sáu mươi <laughs> niệm vô chị có hại chưa niệm ấy vô chị có hại chưa các bạn có mấy cháu rồi hoặc là các anh có mấy cháu rồi các bạn có mấy con rồi đều được <laughs> chúng tôi có hai đứa con, một trai một gái. Thay vì chúng ta phải nói rõ là gì cơ, nam hai sự cơ, nữ hay là cơ ở cơ, ở, thì chúng ta nói gọn là gì nam duy nữ là được rồi. Câu 162 trăm sáu mươi Thiên sư trú là, là, Nghe nói thầy Vương nhập viện rồi có đúng không vậy? Câu 163 Sư à, thiên số tha tử là phê diện Sư à, thiên số tha tử là phê diện Đúng vậy, nghe nói ông ấy bị viêm phổi Chính thêm hoàn sang, của mình suy khan khăn tháp Chính thêm hoàn sang, của mình suy khăn khăn tháp Tối hôm nay chúng ta đi thăm ông ấy một chút nhé Hoặc là đi thăm thầy ấy một chút nhé Câu 165

miễn hoàn thì cho sớm mà miễn hoàn tức là miễn thiên hoàn sang tối mai bạn làm gì thế câu 168 trăm sáu mươi tám, tôi tôi đi dự cái buổi tiệc đêm sinh nhật của một người bạn hoàn huy là cái tiệc đêm sinh nhật hoàn huy là cái tiệc đêm mừng sinh nhật nhưng mình có thể gọi gọn là tiệc sinh nhật thôi câu một trăm sáu mươi chín. sớm ta sẽ hô ta Khi nào bạn tốt nghiệp đại học vậy? Câu 170 trăm bảy mươi. nén hô và sải bí dê. nén hô và bí Hai năm nữa tôi mới tốt nghiệp. Hoặc là hai năm sau tôi mới tốt nghiệp. Câu 171 trăm bảy mươi mốt. Dì sẻn nì sẻ sớm ta. Trước đây bạn học chuyên ngành gì vậy? Câu 172我的专业是世界历史, Chuyên ngành của tôi là lịch sử thế giới Câu 173请问学中文难吗?请问学中文难吗? Xin hỏi học tiếng Hoa có khó không? Học tiếng Trung có khó không? Câu 174 Thiên hở số bùa nản sẽ sư chưa như tiền nghe và nói thì không khó còn viết thì hơi khó một chút câu 175 trăm bảy trung là là bạn học tiếng hoa được bao lâu rồi câu 176 trăm sẽ trung sẽ là liền tố là trung là tố là Tôi học tiếng Hoa được hơn 2 năm rồi. Câu 177 Sống miễn thiên chỉ, Wa khai sử xuế yên quẩn. Sống miễn thiên chỉ, Wa khai sử xuế sĩ yên quẩn. Sống một cái mốc thời gian nào đó Chị tức là kể từ mốc thời gian đó như vậy là kể từ ngày mai. Câu 178 Na thay họ là Na thay họ là Thế thì tốt quá rồi câu 179 trăm bảy mươi chín. nay có trận bóng nay có trận bóng đá. Bạn muốn Tối nay có trận bóng đá. Bạn muốn xem không? Tất nhiên là muốn xem. nhiên là muốn rồi, Tôi là một người nghiện bóng đá, bạn không biết à? Câu 181, ní xì Hoan bú xì khoan thiên yên vệ, ní xì khoan bú xì khoan thiên yên vệ, bạn có thích nghe nhạc không? Câu 182, phê sáng xì khoan, mây thiên hoàng sang của tô thiên thiên yên vệ, càng to hình dữ khoai. Phê sáng xì khoan, mây thiên hoàng sang của tô thiên thiên yên vệ, càng to hình dữ khoai. Cực kỳ thích, mỗi buổi tối tôi đều nghe nhạc một chút và cảm thấy rất dễ chịu có 183 Nghĩ sĩ hoan khan tên diện ma Nghĩ sĩ hoan khan tên diện ma Bạn có thích xem phim không? Câu 184 Hẳn sĩ hoan thơ bé sư mê của tên diện Hẳn sĩ hoan thơ bé sư mê của tên diện Rất thích Đặc biệt là phim Mỹ Câu 185 Mày thiên ní chẩm mơ chú sang ban Mày thiên ní chẩm sang ban Mỗi ngày bạn đi làm bằng cách nào? bằng gì á mày thiên của tôi chỉ mổ thô chơ truy sang bán mày thiên của tôi chỉ mổ thô chơ truy sang bán mỗi ngày tôi đều đi làm bằng xe gắn máy câu 187 trăm tám mươi lại ta chín thiên nghĩ lại ta hôm nay bạn đến bằng cách nào vậy hoặc là bạn đến bằng gì vậy hỏi về phương tiện chín thiên của cho cung cung chi sơ lại ta

我的摩托车被滴滴骑走了。我坐公共汽车来的。我的摩托车被滴滴骑走了。Tôi Tôi ngồi xe buýt đến đây, xe gắn máy của tôi bị đứa em lấy đi rồi. Câu 191. Xe quảng, lý dầu tôi có Xe quảng, lý dầu tôi có à, bạn Vương à, bạn cao bao nhiêu vậy? Cái chữ dồ đó là khoảng bao nhiêu á, ta hiểu nó như vậy.

này bạn Lý bạn cũng đeo kính rồi à Tai sang tức là đã đeo Câu 197 Wo bố sĩ hoán tai thai dạng chiên Tan sư Tai thai dạng chiên khơi y bảo hú Wo thai dạng chiên Wo bố sĩ hoán tai thai dạng chiên Tan sư Tai thai dạng chiên khơi y bảo hu Wo thai dạng chiên Tôi không thích đeo kính râm lắm Nhưng kính râm thì có thể bảo vệ được mắt của tôi

Ngày mai tôi也去买一辆. mà dĩ tôi也去买一辆, Ngày mai, tôi cũng đi mua một chiếc. Và đến đây mình xin kết thúc phần 2 trên 20 của chương trình 2000 câu khẩu ngữ hoa Việt thông dụng. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Và các bạn đừng quên like và share và đăng ký nếu như các bạn cảm thấy video clip này hữu ích.